Xin kính chào quý khán giả của Việt Nam ở America TV trên mạng tầng 57.3 và 16.10. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức buổi tối của ngày hôm nay và thực hiện chương trình cùng với Mỹ Linh là chị Phương Thảo. Hello chị. Hello Mỹ Linh. Và xin kính chào quý khán giả đang đến với chương trình tin tức buổi tối của vào ngày thứ hai ngày 30 tháng 11 và xin kính mời quý khán giả đến với những bản tin thế giới, tin Á Châu, tin Hoa Kỳ và Việt Nam. Và kính mời quý khán giả đến với bản tin thế giới cùng với Mỹ Linh. Kính thưa quý vị, bản tin thế giới đầu tiên nói về việc nhà khoa học hạt nhân của Iran bị sát hại bằng súng máy tự động điều khiển từ xa. Hãng thông tấn Fars của Iran vào ngày 29 tháng 11 cho biết vụ sát hại nhà khoa học Mohsen Farizadeh là người được mệnh danh là cha đẻ của chương trình hạt nhân Iran, được thực hiện bằng súng máy tự động điều khiển từ xa, chứ không phải do một nhóm các tay súng bắn tỉa như một số các báo cáo ban đầu đã nhận định. Fars dẫn nguồn tin từ một cuộc điều tra của Iran cho biết, vào ngày thảm kịch xảy ra, ông Mohsen Farizadeh và người vợ đang trên đường đi về nhà của họ ở ngoại ô của thủ đô Tehran để nghỉ dưỡng. Cả đoàn xe có 4 chiếc, trong đó có 3 chiếc là của các nhân viên an ninh. Chiếc xe dẫn đầu có nhiệm vụ đi trước để kiểm tra an ninh trên tuyến đường dẫn đến nhà ông Mohsen. Ở thời điểm đó, thì một số viên đạn đã được bắn về phía chiếc xe của ông Farizadeh khiến cho ông phải dừng lại. Farizadeh ra khỏi xe để kiểm tra vì cho rằng ông đã va phải một vật thể nào đó ở trên đường hoặc gặp trục trặc máy móc. Khi ông đang ở bên ngoài thì một chiếc xe Nissan không người lái đi cách đó hơn 150 mét đã nã súng vào nhà khoa học. Theo kết luận của cuộc điều tra, một khẩu súng máy được điều khiển từ xa đã được lắp đặt trên chiếc xe Nissan. Và cộng đồng của Israel trên khắp thế giới đã cảnh giác cao độ về vụ ám sát nhà khoa học Iran. Các phái đoàn ngoại giao Israel ở nước ngoài cũng đã gia tăng về cấp độ cảnh báo sau khi vụ nhà khoa học Iran đã bị ám sát. Cộng đồng do Thái toàn thế giới cũng đã gia thận trọng hơn nhiều. Trước đó, thì nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Iran là Mohsen Fakhrizadeh đã bị ám sát bằng súng ở gần với thủ đô Tehran vào tối ngày 27 tháng 11. Cộng hòa Hồi giáo của Iran sau đó đã tố Israel đứng đằng sau của vụ ám sát này. Iran và các bên ủy nhiệm của mình đã từng thực hiện tấn công đáp trả sau khi họ đã bị tấn công hoặc là có các cáo buộc đã bị tấn công. Vào năm 1992, các phần tử Iran cũng đã cho nổ bom gần với Đại sứ quán Israel ở Buenos Aires, Argentina và khiến cho 29 người thiệt mạng. Trước đó, thì Israel cũng đã tiêu diệt thủ lĩnh Hebolas là Abbas Musawi. Liên quan đến các diễn biến mới đây, thì Tổng thư ký của Hebolas là Hassan Nasrallah đã trú ẩn do có sự lo ngại mình sẽ là một mục tiêu bị ám sát tiếp theo. Theo như một thông tin trên truyền hình Israel cho biết, thì đài Reset 13 của Israel đưa tin rằng ông Nasrallah đã hủy mọi sự đi lại sau khi có vụ ám sát nhà khoa học Fadri Zadel. Iran đã đẩy nhanh việc xem xét về dự luật về gia tăng hoạt động hạt nhân. Hãng thông tấn quốc gia của Iran là IRNA đã dẫn nguồn tin cho biết dự luật này được quy định tăng mức độ làm dầu uranium lên 20% hoặc nhiều hơn. Hiện tại thì Iran đang làm dầu uranium ở mức là 4%, thay vì 3,67% như quy định trong thỏa thuận hạt nhân với cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA. Và ngoài ra thì dự luật cũng dự kiến cho phép khởi động máy ly tâm làm dầu uranium IR-2M tại thành phố Natanz và lắp đặt máy ly tâm IR-6 tại cơ sở Fordo. Và cuộc họp của Quốc hội Iran nhằm đẩy nhanh dự luật về hạt nhân được tổ chức ngay sau khi xảy ra vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Iran là Mohsen Farizadeh và gần với thủ đô Tehran vào ngày 27 tháng 11 và đăng tải trên trang Twitter cá nhân, thì nghị sĩ Iran là Nezam Aldin Mosavi đã cho biết việc phê duyệt dự luật gia tăng hoạt động hạt nhân tạm ngưng thực hiện giao thức bổ sung về mở rộng quyền tìm hiểu của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA và cung cấp thông tin về các cơ sở hạt nhân của nước này sẽ được xem xét và thông qua trong cuộc họp vào ngày 2 tháng 12. Trong khi đó, thì Australia cũng đang đón sinh viên quốc tế đầu tiên kể từ tháng 3 của năm nay. Vào ngày 30 tháng 11, thì một chiếc máy bay sẽ chở 63 sinh viên quốc tế được hạ cánh xuống sân bay Darwin thuộc vùng lãnh thổ phía Bắc của Australia. Đây là những sinh viên quốc tế đầu tiên đến Australia kể từ khi nước này đã đóng cửa biên giới vào tháng 3 năm nay. 63 sinh viên quốc tế đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam và Indonesia vào sáng nay cũng đã nhập cảnh vào Australia. Sau khi làm các thủ tục tại sân bay, thì các sinh viên này ngay lập tức sẽ được đưa đến các cơ sở cách ly tại Howard Springs để cách ly 14 ngày theo như quy định của Australia, trước khi sẽ đến nhập học tại trường đại học Charles Darwin. Đây là những sinh viên nước ngoài đầu tiên được nhập cảnh Australia kể từ khi biên giới của nước này cũng đã đóng cửa vì đại dịch Covid-19. Số 13 sinh viên đã đến Australia trong khuôn khổ của chương trình thử nghiệm về việc đưa sinh viên quốc tế đến Australia học tập. Các sinh viên cũng tham gia các chương trình, sẽ phải trả chi phí vé bay bay trong khi chi phí cách ly sẽ cho trường đại học Charles Darwin chi trả. Về việc vùng lãnh thổ phía Bắc Australia và trường đại học Charles Darwin tổ chức thành công chuyến bay ngày hôm nay, sẽ mở đường để cho các địa phương và trường học khác tại Australia được thực hiện các kế hoạch tương tự. Tổng thống Brazil nói có nguồn tin riêng về gian lận bầu cử tại Mỹ. Tổng thống Bolsonaro cho biết các nguồn tin thông báo với ông về gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống, nên ông chưa vội chúc mừng ông Biden. Tôi có các nguồn tin riêng cho thấy thực sự đã xảy ra rất nhiều gian lận ở đó, không một ai nói về điều này. Tôi không biết liệu nó có đủ để xác định chiến thắng cho người này hay người kia hay không. Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã nói với các phóng viên vào ngày 29 tháng 11 đề cập tới cuộc bầu cử và lãnh đạo Brazil cho biết thêm ông sẽ trì hoãn một chút trước khi công nhận ứng viên dân chủ Joe Biden là tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, ông Bolsonaro không nói rõ nguồn tin riêng của ông là từ đâu và có bằng chứng gì về gian lận bầu cử, sau khi truyền thông dự đoán ông Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, thì nhiều lãnh đạo thế giới, bao gồm các nước châu Âu, Trung Quốc và người đứng đầu của Liên hợp quốc đã gửi lời chúc mừng ông Biden. Ông Bolsonaro cũng bày tỏ lo ngại về hệ thống bầu cử hiện nay ở Brazil rất dễ xảy ra gian lận và kêu gọi nước này quay trở về với hình thức bỏ phiếu giấy trong cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo dự kiến diễn ra vào năm 2022. Dù đã bật đèn xanh cho quá trình chuyển giao quyền lực thì tổng thống Trump vẫn quyết không nhận thua và liên tục cáo buộc đã xảy ra gian lận bầu cử nên ông Biden mới giành chiến thắng. Và người dân Pháp cũng đã biểu tình để phản đối về dự luật an ninh. Có hàng chục nghìn người dân khắp của nước Pháp đã đổ ra đường biểu tình phản đối về điều khoản trong các dự luật an ninh giới hạn người dân đã đăng video ảnh của cảnh sát. Hàng chục cuộc biểu tình đã nổ ra tại Pháp vào ngày 28 tháng 11 nhằm để phản đối một điều khoản của dự luật an ninh mới, hình sự hóa hành động đăng ảnh video cảnh sát đang làm nhiệm vụ với mục đích là làm tổn hại toàn vẹn về thể chất hoặc là tâm lý của họ. Phần lớn các cuộc tuần hành được diễn ra ôn hòa, nhưng về phía cảnh sát phải sử dụng hơi cay để giải tán những người biểu tình quá khích tại Paris sau khi họ đã đốt trụ sở ngân hàng trung ương của Pháp cũng như là ném đá lát đường vào cảnh sát một cuộc biểu tình bắt đầu tại quảng trường của Cộng Hòa với 46.000 người đã tham gia. Họ mang theo quốc kỳ Pháp, cờ công đoàn màu đỏ và băng rồn tố cáo hành động bạo lực của cảnh sát Pháp. Những người biểu tình đã đòi tự do truyền thông kêu gọi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Bộ trưởng của Nội vụ Gérard Darmanin phải từ chức bạo lực cũng đã bùng phát vào gần cuối tuần, khi là nhóm nhỏ của những người biểu tình đã ném đá vào cảnh sát chống bạo động, khiến cho họ phải đáp trả hơi cay và gây ra những cuộc ẩu đả nhỏ. Những người quá khích sau đó cũng đã phóng hỏa mặt tiền của trụ sở Ngân hàng Trung ương Pháp và những chứng ngại vật do cảnh sát đã dựng trước đời trên đường từ trước. Trộm hàng trong cây thông Noel tại nước Anh Nhóm trộm đã đánh xe tải để lấy đi 300 cây thông Noel tại một cơ sở kinh doanh ở London ngay trước thời gian mở cửa và sau khi lệnh phong tỏa, video từ camera giám sát cho thấy có ba người đàn ông vào tối ngày 24 tháng 11 đã lùi một chiếc xe tải nhỏ đến cổng của một khu vực được rào kín của cơ sở kinh doanh Pies and Needles tại thủ đô London và họ đã lợi dụng ánh sáng của đèn trang trí để đột nhập và đánh cắp hàng trăm cây thông sắp bán ra thị trường trong mùa giáng sinh năm nay. Những người hàng xóm đã gọi điện và báo cho cảnh sát sau khi phát giác nhóm này rơi hiện trường với những chiếc xe chở đầy cây. Pies and Needles được thành lập bởi anh em của nhà George and Sam Lilly vào năm 1995 khi họ mới 15 và 13 tuổi. Vào năm 2016, thì công ty đã gây chú ý khi cung cấp cây thông Noel cho hoàng tử Harry và Meghan Markle khi hai người đang hẹn hò Chủ sở hữu Josh Lilly cho biết, vụ trộm xảy ra khi hoạt động kinh doanh đang chịu tác động bởi các giới hạn ngăn chặn COVID-19. Ông nói, chúng tôi đã chịu tổn thất năm nay do COVID-19. Và bây giờ, ngay khi chúng tôi được bật đèn xanh để bán hàng cho công chúng, những tên trộm đã lấy đi số cây trị giá 3.000 bản Anh, gần 4.000 đô la. Và căn cứ quân sự tại Afghanistan cũng đã bị tấn công, đã khiến cho 30 nhân viên an ninh đã phải thiệt mạng. Có một kẻ tấn công đánh bom bằng xe tự sát vào một căn cứ lục quân ở gặp Afghanistan vào tối ngày 29 tháng 11 khiến cho ít nhất là 30 nhân viên an ninh đã thiệt mạng. vụ tấn công đã xảy ra tại khu ngoại ô của thành phố Ghazni thuộc thủ phủ Ghazni miền đông của Afghanistan là nơi lực lượng Taliban và lực lượng của chính phủ thường đụng độ. Giám đốc của bệnh viện Ghazni là ông Mohammad Hamad đã cho AFP biết. 30 thi thể và 24 người đã bị thương được đưa đến bệnh viện và tất cả đều là nhân viên an ninh. Theo như người phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Afghanistan là Tariq Aryan cũng cho biết, kẻ đánh bom tự sát đã kích hoạt một chiếc xe chở đầy chất nổ. Còn người phát ngôn viên của tỉnh trưởng Ghazni là Wahidullah Jamazada cũng cho AFP hay, kẻ đánh bom đã lái chiếc xe hông vi vào căn cứ rồi kích hoạt cho nổ, và hiện vẫn chưa có nhóm nào lên tiếng để nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Sau khi đã xảy ra, hai ngày có hai vụ đánh bom khiến cho 14 người đã chết ở thành phố Palmyan, thuộc tỉnh Palmyan, miền trung của Afghanistan. Cũng trong ngày hôm nay, thì có một vụ đánh bom tự sát khác đã xảy ra tại thành phố Kuala, thuộc tỉnh Jaipur, miền nam Afghanistan, khiến cho một dân thường thiệt mạng và 20 người bị thương. AFP cũng đã dẫn lời của người cảnh sát Hamatullah Kochi, thì cho biết rằng cuộc tấn công nhằm vào chủ tịch của hội đồng tỉnh Alta Jan Harpeyan, và khiến cho ông đã bị thương. Canada bất ngờ chặn Trung Quốc mua lại mỏ vàng ở Bắc Cực, 165 triệu đô la không quan trọng bằng an ninh quốc gia. Canada đã kéo dài thời gian điều tra an ninh quốc gia đối với thỏa thuận cho Trung Quốc mua một công ty khai khoáng sở hữu mỏ vàng ở cực bắc chiến lược của Canada. Được biết, công ty đã xuất hiện trong thương vụ là TMAC Resource và thỏa thuận có trị giá lên đến 165 triệu đô la. Và theo SCMP, đánh giá của liên bang của Canada đối với công ty khai thác vàng Sơn Đông của Trung Quốc đã kéo dài thêm 45 ngày nữa. TMAC Resource không đưa ra lời giải thích cho sự thay đổi này. Nếu được thông qua, thì thỏa thuận sẽ cho phép công ty khai thác vàng Sơn Đông, nhà sản xuất vàng lớn thứ hai thế giới, toàn quyền kiểm soát đối với tài sản của TMAC trong dự án Hope Bay và nằm tại vùng Nunavut của ở cực Bắc Canada, dự án Hope không có trữ lượng vàng lớn mà còn nằm trên tuyến đường biển nối với Đại Tây Dương với Thái Bình Dương không thông qua Bắc Cực. Và thông qua Bắc Cực và mặc dù thì tuyến đường này đóng băng và không thể đi qua trong hầu hết các ngày trong năm, nhưng một số nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu sẽ sớm khiến thời gian có thể di chuyển qua đây kéo dài hơn và qua đó các tàu bè sẽ có con đường vận chuyển ngắn hơn giữa châu Á và châu Âu và cuộc đánh bom liều chết đã khiến cho 14 người thương vong tại Somalia. ít nhất là 14 người thương vong trong một vụ đánh bom liều chết tại thủ đô Mogadishu. Nhóm khủng bố Al sabat đã thừa nhận gây ra vụ tấn công mới nhất này. Theo như người phát ngôn của chính phủ Somalia là Ismail Mota Omar cũng cho biết, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra tại thủ đô Mogadishu khiến cho nhiều người thương vong. Theo đó thì ông Oma cũng cho hay rằng kẻ đánh bom liều chết đã cho nổ tung mình bên trong một nhà hàng. Ông đã cho biết chính phủ Liên bang Somalia đã lên án hành động mang rợ của những kẻ khủng bố nhắm vào những người dân Somalia vô tội. Vụ tấn công này cũng đã khiến cho ít nhất là 6 người thiệt mạng, 8 người bị thương. Theo ông thì kẻ đánh bom liều chết đã trang bị đầy đủ chất nổ quanh bụng và vào một nhà hàng được ưa chuộng trên trục đường chính dẫn đến sân bay Mogadishu. Nhóm khủng bố Al-Shabaab cũng đã nhận thực hiện vụ đánh bom liều chết nói trên và nhóm này cũng đã bị đánh đuổi khỏi thủ đô Mogadishu từ năm 2011. Nhưng chúng vẫn kiểm soát được nhiều khu vực rộng lớn ở nông thôn. Vào những năm 2013 và 2016, thì nhóm khủng bố này cũng đã thực hiện các vụ tấn công đậm máu tại các nhà hàng bên bờ biển ở Mogadishu. Còn tính từ đầu năm cho đến nay, thì tại thủ đô Mogadishu của Somalia cũng đã phải hứng chịu nhiều vụ đánh bom liều chết. Và kính thưa quý khán giả đến đây thì xin mời quý vị vẫn giữ bản tầng 57.3 và 16.10. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài phút quảng cáo để tiếp tục gửi đến cho quý vị những bản tin liên quan đến Á Châu.